Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Forever Stranded. Trong tập trước, chúng ta đã phát hiện được một cái meteorite có rất là nhiều thứ của AE. Nhưng mà với những thứ đó thì ta vẫn chưa thể nào bắt đầu làm được AE. Và mình sẽ cần phải có một số thứ khác nữa trước khi chúng ta bắt tay vào AE nhé. Giờ ngày hôm nay, ta sẽ cần phải hạ gục hai con Wither Boss. Vì thế chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một vài cái Reinforced Obsidian để tránh những con Wither Boss đó nó thoát ra bên ngoài. Bây giờ mình sẽ làm trước những cái Dark Iron Bar. Ta sẽ cần phải có hai stack này trước đi. Rồi, giờ bấm công thức của Reinforced Obsidian. Trong thời gian giữa hai tập, mình chuẩn bị sẵn để công việc của chúng ta trôi chảy hơn. Rồi, giờ ta sẽ bấm công thức này một lần nữa để lấy được 64 và 16. Thì theo như mình tính toán, chúng ta sẽ cần khoảng một stack. Thì chúng ta sẽ tạo được một cái chỗ để hạ gục Wither. Chưa lấy cái này ra nữa. 32 cái. Và 8, 60. Rồi tiếp tục. Chúng ta cứ làm tiếp 64 cái là được 8. Được 4 hả? Bởi vì mình hết Obsidian. Chúng ta kiểm tra thử coi trong này còn cục nào không? Hết rồi. Còn có mười mấy cục thôi. Giờ bấm lại công thức này. Và 11 cục. Ok. Rồi đó. Chúng ta sẽ cần phải có 8 cục cát. Bỏ lại một cục. Qua bên chỗ cái Atomic Reconstructor. Chiếu đèn. Thành những cái thằng sâu sen. Bây giờ bên ngoài. Đi ngủ cái nha. Nằm xuống ngủ trước khi chúng ta chạy ra bên ngoài. Tránh xa khỏi căn cứ. Và cũng đừng quên. Ta sẽ cần phải có những cái Wither Skeleton Skull. Trong mớ farm có. Giờ cái chỗ này nó đã lắp gần hết cái nơi mình đang ở luôn mới giữ. Thật là kinh khủng. Những trận báo cát nó quýnh qua một cái là toàn bộ căn cứ đầy cát. Lát nữa chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó. Mà tốt nhất là nên có một trận báo cát. Chúng ta làm cái việc đó nó rõ ràng hơn. Bây giờ chúng ta ra đây. Và trong thời gian giữa hai tập luôn, mình đã chuyển cái tên của những cái túi này lại. Là Bag of Food, nghĩa là túi đồ ăn. Và Bag of Junk, đây là những cái món đồ linh tinh lặt vặt gì đó. Bỏ vô trong này hết. Sau đó chúng ta ra đây. Ta sẽ tìm một chỗ thoáng mát. Chúng ta đào chỗ này ra một cái. Và ta đào chỗ này ra. Bên dưới này sẽ phải chắc chắn. Để tránh trường hợp con Wither hả, nó thoát ra. Rất là nguy hiểm. Nó mà thoát ra hả, là mình không biết làm gì với nó luôn á. Bởi vì mình đang bận áo giáp bằng kim cương. Không có cường quá gì hết. Nó rất là nguy hiểm. Và chỗ này chúng ta kéo lên 4 ô. Cái phòng có chiều cao 4 ô và ngay ô thứ 5. Chúng ta sẽ bắt đầu có cái trần. Đây là cái trần. Rồi giờ lấy thêm cái Reinforced Obsidian. Lấy vô đây. Đây. Để lên qua bên này. Và bây giờ chúng ta sẽ cần xây ngay chỗ này một cái. Chúng ta sẽ xây qua bên đây. Xây qua bên đây. Rồi đó. Mình sẽ chặn ở đây. Ở đây. 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 Và quên. Chặn ơi. Chặn hay quá, ở giữa không chặn miếng nào ở trên hết á. Vậy thì chặn theo kiểu này, con Wither cũng đâu ra được. Vậy là tốt rồi đó. À, chúng ta đã sẵn sàng để triệu hồi em đầu tiên. Mình sẽ chuẩn bị sẵn cái mob prism luôn. Ta sẽ thử nghiệm triệu hồi một con Wither lên coi sao. Nó có thoát ra hay là không. Để cho nó hoàn tất cái quá trình biến đổi của nó. Nó sẽ phải nổ cái bùm một cái, chúng ta mới lao vô được. Đó, nó chuẩn bị nổ rồi kìa. Và bùm, một đống cát đã bị hủy diệt. Bây giờ lấy cái này, gõ nó một cái. Và wood, Wither Boss. Cấp độ 4, một cái mob farm hay là mob factory á. Cấp độ 4 luôn đó nha. Cao cấp á. Rồi giờ chúng ta sẽ sử dụng cái shuriken. Ném nó. Mình đang rất là an toàn ở nơi đây. Cho nó thoải mái mà bắn đi. Nó không thể nào phá vỡ được mấy cái reinforced obsidian hết á. Rồi, hết bắn được rồi. Chúng ta vô tầm trận chiến. Quá thoải mái. Rồi, chết ngay cưng. Và chúng ta được một cái Nether Star. Con kế tiếp. Mình vừa lượm một đống cát lên. Không cần nhiều cát gì đâu. Rồi, đi ra ngoài. Chờ nó phát nổ. Bên kia có một cái Desert Temple. Thì trong đó nó cũng không có gì. Nói chung là Desert Temple bây giờ toàn là mấy cái capacitor là chính thôi. Không có gì đặc biệt lắm đâu. Đó, bắt đầu bắn từ lơ hết trơn rồi kìa.
ta sẽ sử dụng cái shuriken mà ném nó. Cái sát thương cũng không cao lắm, nhưng mà nói chung là đánh tầm xa được vậy là khỏe rồi. Rồi giờ vô cận chiến. Nó bay qua bên kia rồi. Nó vừa bắn một cái đầu ra. Một cái đòn đó dính là cũng... Cẩn thận. Có vẻ như là mình sẽ phải thêm một vài cục obsidian ở bên dưới. Ê, chơi kỳ nha. Đó, nó bắn ra ngoài. Có thể chúng ta sẽ cần phải thêm một vài cục obsidian để bảo vệ mình thôi. Chứ nó bắn ra hơi phê. Lỡ chúng là chúng ta cũng mệt mỏi luôn á. Như vậy mình đã có được hai cái Nether Star. Ta hãy quay trở về căn cứ nào. Trong những tập trước, mình đã có được một cái Void Resort Miner để đào được Mica. Sau khi đã có Mica rồi, chúng ta sẽ chế tạo được những thứ cao cấp hơn của Environmental Tech. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm Nanobot Beacon. Cái này là tuyệt vời luôn nè. Và chúng ta sẽ cần có cái gì? Dragon Breath, Beacon, hai cái Bruin Stand và những thứ lặt vặt khác. Giờ coi công thức của Dragon Breath trước. Đây là hơi thở của rồng mà có công thức nữa đó. Hơi thở của rồng thì bạn vẫn có thể lấy từ bên DN. Nhưng mà chúng ta làm theo công thức đi. Công thức này cần có một cái Nether Star và hai cái Diamond Shard với lại bốn cái Ender Pearl và hai cái Stable Ender Pearl. Như vậy nó không khó. Và mình coi thử coi chúng ta đã hết cái phần Obsidian rồi. Ta sẽ phải lấy thêm Obsidian. Bây giờ ta cần thêm 1, 2, 3, 4, 5. Đủ. Chúng ta qua bên kia. Chúng ta sẽ phải lấy thêm một khoảng 8 cục Obsidian. Đây. 6 cục rồi. Và 8 cục. Quay qua bên này. Thì trước khi chúng ta chế tạo cái Nanobot Beacon, mình sẽ làm một thứ mang tên là Weather Deflector. Để canh cái lúc mà nó có bão cát, ta đặt nó xuống. Nó đây. Nó của bang mod Localize Weather and Storm á, là nó sẽ cho những cái bầu trời có mây á, giống như trong phần Revenge of the Sea Team á. Còn bây giờ chúng ta làm công thức này đi. Ta có hai cái Bruin Stand. Công thức này dễ, mà mình sẽ làm khoảng 5 cái. Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ cần có nó. Sau đó chúng ta làm tiếp Modifier Core. Thì cần phải có một cái Stack đá nhẵn và Clear Glass. Giờ bấm cái này một cái. Và bấm cái này, 5 cái Modifier Core. Rồi, Dragon Breath. Còn thiếu Ender Pearl. Trong này có Ender Pearl, sao thiếu được? Tiếp tục, quay lại công thức. Và lấy hai cái. Tốt. Nó có chuyển gì vào trong cái chest này không? Không có. Rồi, sau đó ta sẽ có được Dragon Breath. Và thiếu Diamond Shard. Thiệt tình. 1, 2. Ok. Và làm được một cái Dragon Breath. Rồi, và cái bên dưới là cái gì? Còn thiếu Obsidian. 3 cục. Rồi đó, 3 cục Obsidian. Quên tính tới cái chuyện chúng ta phải làm cái Beacon. Đây là cái Beacon, làm theo cái kiến của Ender IO luôn. Rồi, đây là Nanobot Beacon. Ok. Bây giờ ta hãy kiểm tra xem. Nanobot Beacon sẽ cần phải có 20 cái Structure Block Tier 1 hoặc cao hơn, 12 cái Machine Bay và 4 cái Modifier Core. Thì mình đã có được những cái Alabaster Structure Block Tier 2. Mình mới làm thêm. Trong cái Void Resort Miner đào ra có, khỏi phải chế tạo làm gì. Cục này chế tạo được nè, chúng ta coi công thức. Đây có cái công thức của nó, được chế tạo từ đá nhẵn và bột xương. Công thức nói chung không khó, nhưng mà làm theo kiểu này cho nó khỏe thôi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm tiếp những cái Structure Block. Thì structure block của nó là machine bay chứ. Machine bay của nó đây. Chúng ta sẽ cần phải có iron bar nè. Iron bar hình như là còn 16 cái. Chính xác. Và ta làm thêm. Rồi giờ bấm công thức thôi. Này là 12 cái machine bay. Không cần nhiều. Làm vừa đủ. Tốt. Rồi giờ ta sẽ cần phải có những cái modifier gì. Mình sẽ ưu tiên làm trước cái saturation. Nghĩa là mình sẽ có thể không cần ăn nữa. Sử dụng điện để lấp đầy cái ống màu vàng á, saturation. Và chúng ta sẽ có night vision, nhìn trong đêm. Night vision đâu? Đây, nó sẽ cần phải có potion of night vision và phải có mica. Rồi, potion of night vision làm từ công thức này, aqua potion. Nói chung là không khó ha. Thì ta sẽ làm trước cái saturation này đi. Nó sẽ cần phải có golden apple và chorus food.
Golden Apple này không chế tạo được nha. Độc đáo như vậy đó. Phải đi vô trong những cái Desert Temple tìm nó. Mình đã tìm được mấy cái. Và Chorus Food. Có hai cách để tìm. Đây là một cách. Chúng ta sử dụng cái Witch Water, bỏ cái Golden Apple mà không chế tạo được á, để chúng ta có được. Bây giờ mình sẽ coi một cái. Chúng ta còn đủ thì qua bệnh. Đây là cách đơn giản. Vừa lấy thêm một cái xương rồng. Mở cửa xông vào. Bấm vào đây. Và đâu rồi? Chorus Food nằm chổng. Bởi vì mình vừa lụm một cái xương rồng không cần thiết. Tôi ghét cái xương rồng rồi đó nha. Chúng ta bay ngang qua cái giường ươm xương rồng á. Đây là Chorus Food. Bấm ở đây một cái. Nó sẽ chuyển thành Chorus Food. Và lấy nó ra được hai cái. Và Saturation Modifier đã có. Tuyệt chơi. Rồi, và bây giờ trời sắp tối. Đi ngủ. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu thuốc. Bây giờ mình sẽ cần phải có Netherwork để làm Artwork Potion. Lấy hết đi. Rồi sau đó chúng ta cần có những cái glass bottle trong này, hay ở đâu đó còn một vài cái glass bottle. Theo như mình nhớ, nếu không có, chúng ta làm thêm cho rồi. Đây là clear glass. 123, 123, 123. Và đây, 9 cái bình. Bỏ vô trong này clear glass. Không cần thiết. Giờ bấm vào đây. Rồi, giờ chúng ta sẽ bỏ vào trong này. Bỏ vào đây 3 bình. Và bỏ vào bên này. Những cái nether quartz này, do lần trước chúng ta save kiếm nether quartz từ sâu sen á, chúng ta kiếm được luôn nether quartz. Và bây giờ ta sẽ cần 1, 2, 3. Bỏ vô. Ta sẽ chia ra như vậy, bỏ vô cho nhanh. Nó biến thành artwork potion. Và tất nhiên là phải có blaze powder. Chia làm 3. Bỏ vô luôn. Bỏ vô và bỏ vô bên này. Nó có chất đốt. Cất cái này luôn đi chứ. Rồi, giờ ta hãy coi công thức của cái Night Vision trước đi ha. Night Vision sẽ cần phải có Golden Carrot. Cái này không khó, dễ ẹt luôn. Golden Carrot. À, giờ mình sẽ cần phải có một stack những cái bột xương. Để qua bên kia làm thêm Carrot. Mở cửa xông vào. Chạy đi mấy con thỏ ơi, hãy chạy đi. Khi thấy mình đi vào nó sẽ bỏ chạy. Và chúng ta hãy lấy Golden Carrot từ Carrot. Vậy là đủ rồi đó. Cất vô. Chúng ta sẽ cầm theo cái này chứ. Và cất xương rồng. Ây, xương rồng cầm quá chừng luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ cần phải có... Không cần Purple Fish. Bởi vì Purple Fish sẽ làm cái Water Breathing đúng không? Potion of Water Breathing là cần Purple Fish. Ở đây đâu có nước đâu. Có nước thì mới cần chứ. Không có thì cần làm gì. Giờ ta sẽ chế tạo những cái Golden Carrot. Mình không có cần nhiều, nhưng mà mình làm nhiều luôn. Sau này xài. Rồi ta sẽ cất cái này vô trong này. Và bỏ em này vào đây. Bỏ em này vào đây. Chắc lấy hai cái Artwork Potion ra. Nó dư. Không có cần phải cho nó dư như vậy. Chúng ta tận dụng thôi. Khi mà gắn lên cái modifier rồi á, thì những cái bình đó mình cũng đem bỏ à. Chứ mình đâu có xài nữa đâu. Chắc là mình sẽ cất bớt một vài thứ vô trong này. Play Rot. Đó, nó nấu xong rồi kìa. Đang nghe tiếng. Đây, 4 bình. Ta chỉ cần có 4 bình thôi. Cất cái này vô luôn đi. Lát nữa tính. Lát nữa cần lấy xuống tiếp. Rồi, và Night Vision Modifier. Tuyệt vời. Rồi, một cái nữa là Fire Resistant. Kháng lửa. Cần có Magma Cream. Thì Magma Cream đúng không? Bỏ vô cái này. Chúng ta sẽ có đủ 4 bình luôn á. Đã. Magma Cream. Có nên xài những cái Slam Bone này không ta? Chắc là lấy mấy cái Slam Bone đơn giản thôi. Rồi à, hết rồi hả? Mình nhớ mình còn Slam Bone mà ta. Làm gì hết được. Slam Bone kiểm tra thử trong này. Không có. Và kiểm tra thử trong những cái chest ở đây. Nhớ là còn ít nhất phải có một cái Slam Bone. Vậy là không có Slam Bone rồi sao? Không lẽ phải đi save sao? Không, tôi không muốn đi save. Save cũng ra. Save những cái lá có con tầm á. Thì nó sẽ ra Slam Bone. Suy nghĩ cái coi. Thôi khỏi. Khỏi save. Chơi sang luôn nè. Lấy ở đây có. Lấy cái Slam Bone màu này đi.
ta sẽ cần phải có hai cái blaze powder để lên magma cream. Tuyệt vời. Giờ bỏ một cái này vào đây và bỏ một cái này vào đây, nó sẽ chuyển thành potion of fire resistance. Rồi chúng ta sẽ có regeneration. Cái này cần có gas tier nè. Gas tier mình cũng có. Sieve cái thằng sâu sen cho ra những thứ đó. Bên này hai cái gas tier. Như vậy là chúng ta sẽ có được ba cái rồi ha. Vậy là chúng ta cần gì nữa? À, và trong này nó hình như nó có một cái modifier là fly. Đúng rồi. Giúp chúng ta bay. Lên chơi. Mình đang bay rồi. Bay bằng angel ring sướng hơn. Tội gì phải sử dụng như vậy. À, và còn một cách nữa để bạn có thể kiếm được những cái thằng chorus food, đó chính là sieve những cái end stone. Bây giờ mình sẽ qua đây lấy khoảng một stack end stone ở trong này. Chúng ta sẽ qua bển lại. End stone này chúng ta hình như là không thể sieve trực tiếp được, phải đập ra đó, cho nó mềm ra, chứ nó cứng quá nó sieve không được, nó trở thành ender gravel. Thì trong này có chỗ làm luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô chổng cho nó đập ra. Lát nữa chúng ta coi tiếp. Còn bây giờ bên này đã xong. Ba bình potion nữa. Rồi giờ nó sẽ là cái fire resistance. Bây giờ chúng ta đã có được 1, 2 và 3 rồi. Cái ưu tiên kế tiếp sẽ là regeneration. Như hồi nãy giờ mình nói. Và em này bỏ vô. Chúng ta cần có thêm những cái class bottle rồi. Chúng ta sẽ làm thêm 3 cái là đủ. Lấy ra. Rồi trong này nấu 2 cái. Cho nó vui thôi chứ nấu bên 3 cái bên 1 cái cũng không có vấn đề gì cả. Và nó sao rồi? Được Ender Gravel. Chúng ta hãy coi Ender Gravel đem si. Ra được Chorus Seed. Chorus Seed này trồng lên được Chorus Food. Và nó ra một đống thứ. Rồi tuyệt vời. Này chúng ta có thể đập lên được nữa không? Không được. Vậy là chúng ta phải si. Rồi giờ bỏ vô si thôi. Trong này, đó, si. Lát nữa chúng ta coi. Còn bây giờ nó đã xử lý xong thì mình sẽ bỏ gas tier vào. Aqua potion. Regeneration. Hình như là lần trước chúng ta lên được cấp độ 2 á. Nhưng mà đối với cái nanobot beacon cấp độ 1 này, chỉ bỏ được 4 modifier mà thôi. Rồi, và cái bag of food này chuẩn bị đi vào dĩ vãng rồi. Lấy cái này xuống một cái. Xong rồi kìa. Tuyệt vời. Quá đã luôn. Regeneration. Regen modifier. Đi qua bên kia nào. Lát nữa chúng ta coi đi. Để cho nó nhiều nhiều. Coi cho đã mắt. Đối với cái nanobot beacon, nó sẽ nằm ở cái nhà bên trên. Chuẩn bị sẵn. Ngay chỗ này. Đập ra. Đây là trung tâm nè. Mình sẽ kiểm tra cái chiều cao của nanobot beacon cấp độ 1. 5 x 3 x 5. Rồi ta sẽ cần phải kéo dây điện lên 3 ô. Đây là 1, 2 nè. Vậy mới đúng. Một kiểu kia là không đúng. Và em này ở đây đứng lên phía trên, bắt đầu lắp ráp. Khi nó hoàn thành, nó chạy luôn á. Chạy luôn không? Night vision, regeneration và fire resistance. Khoan, sao không thấy cái saturation ta? Saturation đâu? Saturation đây. Và bây giờ thử coi. Chúng ta đang chạy nè. Chúng ta chạy nhảy. Không mất cây thức ăn. Nó không có lắp đầy cây thức ăn hả ta? Phải lắp chứ. Khoan để mình chạy một vòng xung quanh đây coi. Đây là cuộc chơi chạy vòng vòng xung quanh cái nanobot beacon. Để chạy hết cây thức ăn chúng ta đang có. Coi thử nó như thế nào. Nước uống thì trên này nó cho mình uống hả? Không thấy. Khoan. Ta nên thử luôn cả cái phần nước uống không ta? Saturation nó không liên quan đến nước uống hết á. Nó là cái độ no bụng thôi mà. Rồi. Và không, đừng nói với tôi như thế. Tôi buồn lắm á nha. Chuyện gì đã xảy ra? Giờ đi ngủ trước cái đã. Có vẻ như là cái saturation modifier đó không có tác dụng. Như các bạn đang thấy, mình vẫn bị đói. Và để mình mở cái túi này mình ăn một cái.
Vậy là chúng ta sẽ phải tháo cái modifier đó ra. Nó không có tác dụng gì hết trơn hết á. Để cũng như không. À da, sao em ấy lại có mặt trong này được? Nó đứng ở phía trên cái nanobot bị cần chắc luôn. Kiểm tra. Chính xác. Như vậy là mình sẽ cần phải thắp sáng ở trên đó. Và thật là đau lòng. Sự cố gắng nỗ lực của chúng ta đối với cái saturation dường như là không có một chút cái gì đó đáp ứng lại được cái mong đợi của mình ở trên đó. Em này sẽ phải thay đổi bằng một thứ khác. Mà được cái là chúng ta có regeneration để hồi máu cũng đỡ. Nó sẽ đỡ cái phần cây thức ăn á, giúp hồi máu hơn. Và fire resistance nữa nè. Night vision càng tốt. Ví dụ như chúng ta vô chỗ tối coi. Chúng ta tắt cái F7 đi một cái. Ở trong đó hình như là mình thắp sáng hết rồi đó. Mà vô dập đuốc là thấy liền gì đâu. Cái này nó muốn che hết trơn luôn rồi kìa. Ghê chưa? Đó. Và sáng trưng luôn nè, thấy không? Bên dưới, bỏ cái đuốc đi. Vẫn sáng trưng luôn. Trong này cũng không có gì giá trị hết trơn hết á. Bronze sword. Kiếm bằng đồng. Đã bay lên nào. Rồi, và thật là buồn ghê nơi luôn. Saturation modifier có vẻ đã bị disable hay là bị vô hiệu hóa, không cho tác dụng. Nó có cái The Spy Upline, chúng ta có cái Saturation không cần ăn thì coi như cái The Spy Upline nó cũng phế. Nói chung vậy cũng được. À và chúng ta cũng không quên, để mình coi thử coi, phải load nó ra chứ. Lỡ mình đi chỗ khác chơi rồi đó, nó không có cái phần chân load nữa. Vậy là cái chân bên đó... nó nằm giữa hai chân luôn mới ghê. Rồi, giờ ta phải cần một cái chân loader. Nó đây, công thức của nó không khó. Trong thời gian giữa hai tập mình sẽ làm. Còn bây giờ mình sẽ ưu tiên làm chuyện khác. Ta tắt cái chân nó đi. Mình sẽ cần phải lấy những cái modifier của những cái máy này. Chúng ta sẽ đập nó ra. Ta sẽ nâng cấp những cái modifier này lên. Tất cả đều sẽ được cái thằng bên đó hả? Thằng bên đó sẽ là accuracy đi. Tất cả đều là accuracy để cho nó có độ chính xác. Mình không thích những cái thứ nhảm nhảm, không cần thiết, không đúng với cái mục đích của mình. Ví dụ như là slam mi đớt, có một đống luôn, không có tác dụng gì hết trơn hết đó. Và chúng ta sẽ coi cái accuracy modifier. Nó đây, nó cần phải có mica và redstone block. Ta đang có 48 cái mica, hy vọng là đủ. Redstone block. Qua đây. Bấm vào đây. Và còn thiếu lock up diamond. 8 lock up diamond. Rồi đó. Ở đây có crafting station mà. Vừa đủ luôn. Hay quá. Rồi tốt. Và qua bên kia. Cái máy đã dừng hoạt động là cái chắc. Giờ bấm vô. Xong. Mình tự đặt xuống cũng được. Mình bấm về cho nhanh. Anti-lock structure complete. Accuracy. Ok. Và tiếp tục hoạt động. Như các bạn đang thấy thì nó có rất là nhiều loại slimy dirt, grass, rồi lamy gì đó. Nói chung là ba cái đó đâu có cần thiết đâu. Rồi những cái như là hardened clay thì còn đỡ đỡ. Mà chúng ta có được nhiều thứ thì cũng tốt thôi. Mà giờ mình cần tập trung vào mica là chính. Bên kia thì là nether cord ore. Ta đang có được 3 stack và 3 cục lẻ. Tuyệt vời quá rồi còn gì. Bây giờ chúng ta hãy thắp đuốc lên lại. Cây đuốc để vô là nó vô chính xác vô giữa luôn. Quá đẹp. Còn gì bằng nữa. Và nói tóm lại là ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái nanobot beacon để cho những cái búp. Thì trong thời gian giữa hai tập có thể mình sẽ làm thêm một cái regeneration nữa gắn vào trọng để có được cấp độ 2. Và chúng ta cũng đã có được một cái mob prism của Wither Boss. Tuyệt vời. Có lẽ trong thời gian giữa hai tập mình sẽ chuẩn bị luôn cả cái phần để xây dựng cái Mob Factory cấp độ 4. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.